giết mẹ cha, giết hai vua sát lời, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm chí sống. Cái vấn đề của người hỏi là sư không biết tại sao quý vị lại hỏi. Tại vì những câu hỏi như vậy, những câu hỏi như vậy, Google ra. Và quý vị biết cái vấn đề nằm ở chỗ nào không? Cái vấn đề nằm ở chỗ là những cái câu hỏi như thế này nếu như quý vị mà Google đó thì quý vị không phải chờ cả tuần lễ sư mới trả lời. Sư thì, thì có khi là quý vị hỏi cả tuần lễ sau sư mới đem câu hỏi ra sư trả lời. Còn những câu như thế này quý vị Google là ra. Đây mẹ là chỉ cho tham ái, cha chỉ cho ngã mạn. Ha. Hai vị vua là chỉ cho thường kiến và đoán kiến. Ha vương quốc là chỉ cho sáu căn à, quốc khố đại thần là chỉ cho cái lòng tham đắm dục lạc đấy rồi cái cái cái, cái, cái con con hổ thứ năm á chính là nghi à. đấy có những câu mà chúng chúng ta không cần phải chờ lâu đến như vậy và chúng ta không cần phải mất thời gian với nhau nhé